Lệ nương, mở cửa, mở cửa. Ta về rồi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Hôm qua mới bị ông đây lột, hôm nay lại gứa da nữa rồi sao? Mở cửa, mở cửa. Mở cửa đi. Tướng công, mỗi lần chàng uống say đều rất thô bạo, người ta rất sợ đó. Bộ phim Phục Yêu Tru Ma Kính. Sư phụ, ở gần đây rồi. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ nhìn gì vậy? Cho con xem với. Sư phụ cho con xem đi. Khi giết vô y, giữ tử đồng bào, dương du hương sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu. A Nguyên, dạ, hôm nay xem ra không tránh được một trận ác chiến rồi. Sư phụ yên tâm, hôm nay con tuyệt đối không bỏ lại một mình người tự chạy. Hai người các ngươi đúng là kỳ tài trong năm hiếm gặp. Nhìn trộm Dư Lệ Nương thu bọn ta tắm rửa cũng có thể nói bi tráng như vậy. Đại mau, dị mau, có, lột sạch quần áo của hai tên này cho ta. Này, người lại, lại dám trói bổn tôn ở nơi này, chẳng lẽ các ngươi không sợ chọc giận bổn tôn sẽ khiến thiên tai giáng xuống? Sư phụ sao vậy? A Quyên, ta đau lưng rồi. Đánh hai tên lừa gạt này cho ta. Đừng sư phụ, đừng đánh ta. Sư phụ, Thái Thượng Lão Quân ở đây. Ở đây. Sư phụ, đừng giả vờ nữa. Người xem, xem ra chúng ta đến một nơi không may rồi. Hai vị công tử, các người nhìn trộm nô gia tắm rửa, bảo nô gia làm sao sau này mà gặp người khác đây? Lệ nương à, cô đại nhân có đại lượng, tha cho bọn ta đi. Lúc nãy bị đánh một buổi tối rồi, bạn già này không giữ nổi nữa. Hai vị công tử, tướng công nhà ta hàng năm buôn ba bên ngoài, tiểu nữ tử lâu rồi chưa được tưới tắm. Nếu có thể, hai vị công tử hôm nay có thể hầu hạ một hai, vậy ta sẽ thả các ngươi đi. Thế nào? Cô nương, nếu có thể giúp được cô, ta có chết cũng không từ. Tiểu ca ca, nhìn ngươi trắng trẻo sạch sẽ, hay là ngươi đi theo ta trước? Đi đây sư phụ. Nghiệt đồ, nghiệt đồ. Thế nào, hương vị trên người ta thế nào? Có phải so với thịt tướng công của cô tốt hơn nhiều không? Tiểu ca ca, người đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Vậy sao? Lục đinh lục ức, dạng mực dứt sơ.
Mỡ, ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi sao? Mùi máu trên người ngươi cách mấy dặm vẫn gửi ra đó. Rốt cuộc các ngươi là ai? Ta là Thái Thượng Lão Quân Hạ Phàm Mau Bất Phá. Hôm nay chính là đến trừ ma phục yêu. Xưa nay ta hận nhất là những người trừ yêu sư các ngươi. Hôm nay không bỏ qua như vậy, đừng trách ta không khách sáo. Ngươi lại là ai? Trừ yêu sư Bạch Kỳ. Ta với các ngươi ngày thường không quán, gần đây không thù. Các ngươi vì sao phải ép ta vào chỗ chết? Ông trời có đức hiếu sinh, tu vi hiện nay của ngươi cũng không dễ, lại không biết cảm ơn, gây hại nhân gian. Hôm nay ta phải thay những người bị ngươi hại đòi lại công đạo. Bớt nói nhảm đi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hai người đánh của hai người, nhanh lên. Trời sinh dạng vật, đất dưỡng sinh linh, thanh hồ nhập thế, tà ma phục tru, thanh hồ quyết. Dùng máu để tế thanh hồ đạo pháp. Hóa ra ngươi là người của gia tộc kia. Ta không biết ngươi đang nói gì. Pháp thuật của ta đây là sư phụ dạy. Chỉ cần thủ thường bắt sống được ngươi, yêu tộc liền có thể quay lại nhân gian. Đến lúc đó, ngày thiên hạ đại loạn không xa. Ca, nhanh như vậy, ta còn chưa ăn no. Không hổ là đồ đệ tốt của ta, có được chân truyền của ta. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Sư phụ, yêu quái lần này hình như có chút dị thường. Có gì dị thường? Không phải chỉ là một con yêu xà nhỏ sao? Đừng chém nữa. Chỉ cần gặp được mấy tà tông trong bách yêu lục kia, đoán chừng người sớm biến thành điểm tâm rồi. Nói lung tung, ta là Thái. Được rồi, dừng lại thôi. Ca, bước tiếp theo chúng ta nên làm sao? Làm thành như vậy, chúng ta đi giải thích với tôn dân một chút. Chắc chắn rồi, chúng ta không trừ yêu không công. Nào, đi đi đi. Đi nhanh đi. Mệt không? Quân tử thực vô cầu bảo, cư vô cầu an, bẩn du sự di thận du ngôn. Thiếu gia, thiếu gia, lời ta vừa giảng còn được nhớ chưa? Còn giết chích tả một lần cho ta. Cậu kém cỏi, tương lai làm thế nào giúp cha cậu quản lý lãnh thổ một phương? Tiên sinh, ta viết xong rồi. Ta muốn đi tiểu tiện một chút. Thằng nhóc cậu. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia cậu ở đâu? Cái gì vậy?
Kháng sinh, thiếu gia đâu? Không tìm thấy. Không, không tìm thấy. Vậy lại thiếu gia biết bay sao? Bác gì? Thiếu gia, bác gì? Thiếu gia. Long chim. Xuân qua à, ta nhớ nàng quá. Xuân qua à, nàng ở đâu? Xuân qua, Xuân qua, nàng đến rồi. Xuân qua, tay nàng ấm quá. Sao nàng gầy như vậy? Sư qua, nàng đừng đi. Nàng đừng đi mà. Đừng làm ầm nữa sư phụ. Ngứa quá. Sư qua, nàng, sư qua, nàng như vậy ta rất ngại. Sư qua, tay nàng thơm quá, có mùi dưa chua. Sao người lại buồn nôn như vậy? Người là có ý gì? Người nhắc chân con vào miệng còn hỏi con ý gì? Thằng giống thối nhà ngươi. Ngươi buông tay. Ngươi buông tay trước. Ngươi buông tay trước đi. Buông tay. Sư phụ, A Nguyên, ăn cơm thôi. Tay nghề nấu cơm của con thật là tốt. Sư phụ, người thích thì tốt. Nếu không phải người, con nhà A Nguyên đã bị đánh chết lúc nhỏ rồi. Đừng ăn nữa, ăn cái gì mà ăn? Sao không nghẹn chết? Sao vậy? Ăn đồ ăn thì làm sao? Người nhìn ca, người xem, nói hay biết bao nhiêu. Nhìn lại ngươi xem, chỉ biết tham ăn lười làm. Lời này của người là không đúng rồi. Không phải con đang cố gắng là con không có thiên phú. Hơn nữa, làm ca ca tự nhiên phải bảo vệ cái nhà này. Đúng không ca? Thằng nhóc con nhà ngươi, ngươi không học được bản lĩnh bắt yêu, bản lĩnh nói lung tung thì giỏi rồi. Được rồi đó, đừng nhắc tới công phu mèo ba chân kia của người, được không? Ngươi ăn một gậy của ta, đợi đã. Ngươi đâu? Hôm nay ngừng chiến. Đau quá. A Nguyên, sao Nguyên vẫn yếu như vậy? Đồ đàn bà, muội đến lúc nào vậy? Hôm nay ta và cha quay về. Đợi chút nữa bắt con gà trống cho muội. Tối nay mời ăn cơm. Gà nhà chúng ta không cần tiêu tiền sao? Ngươi không biết con gà trống kia của chúng ta là dùng đến gáy sao? Mao sư phụ, chưa từng thấy ai keo kiệt như ông. Đây không phải Hoàng Linh Nhi sao? Wow. Wow. Wow, lâu rồi không gặp. Hoàng Linh Nhi à, Hoàng Linh Nhi của ta. Ta cũng lâu rồi không gặp. Quay về, ở đây không có phần của ngươi. Phải rồi, Kỳ ca ca đâu? Bạch Kỳ sao? Ra đón khách. Linh Nhi, Kỳ ca ca, Mao lão đầu, ngươi vẫn chưa chết sao? Hoàng lão cửu, ngươi còn chưa chết, sao ta nỡ chết chứ? Một năm không gặp, sao ngươi vẫn là bộ dạng như quỷ vậy? Bộ dạng như quỷ này của ta ảnh hưởng đến ngươi sao? Hoàng lão cửu, ta nói cho ngươi biết, lúc đầu nếu không phải ta cứu ngươi một mạng, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi, cha, hai người sao vừa về liền cãi cọ?
Đại sư, bệnh trạng của thuyết gia quỷ dị, thật sự không tra được nguyên nhân bệnh. Có lẽ cái gì? Có lẽ là thiếu gia trúng tà rồi. Nói nhảm. Người đâu? Đại soái, tung tin nhảm, nhốt lại. Đại soái tha mạng. Đại soái, quan uổng quá, đại soái. Đại soái, danh y trong thành đã đổi mấy người rồi. Hay là chúng ta vẫn tìm một cao nhân đến xem? Theo lời của cậu đi. Dạ. Kỳ ca ca, quý có từng nghĩ đến tìm cha mẹ ruột không? Họ đều dứt bỏ bọn ta rồi, còn tìm họ làm gì? Quý và Bạch Quy ca có thiên phú dị bẩm trong pháp thuật, cha mẹ nhất định cũng không phải người bình thường. Ta nghe cha nói 18 năm trước cha mẹ huynh từng gặp nguy hiểm, may mà hai người thanh niên ra tay giúp đỡ mới có thể giữ bình an cho huynh đệ huynh. Có lẽ họ cũng có nỗi khổ của mình, mới bất đắc dĩ phải rời bỏ các huynh. Có phải hay không đều không quan trọng. Ta ngay cả dáng vẻ của họ thế nào cũng không nhớ rõ. Hơn nữa sư phụ đối với bọn ta rất tốt. Cũng phải, tuy Mao sư phụ có chút không đáng tin. Linh Nhi, lần này muội và Hoàng sư phụ quay về là có chuyện quan trọng sao? Tháng trước, hình như cha phát hiện một chuyện rất quan trọng. Muội biết là chuyện gì không? Không biết. Nhưng muội cảm thấy rất khó giải quyết. Nếu không, cha cũng không vội vã quay về như vậy. Linh Nhi à, muội đừng có lo lắng. Võ công của Hoàng sư phụ cao như vậy, ta tin cho dù là yêu nghiệt gì nhất định đều có thể xử lý. Ta lo lắng không phải là yêu nghiệt, mà là người, lòng người có lúc còn đáng sợ hơn cả yêu. Linh Nhi, ta tặng muội cái này. Đây là gì? Đây là túi thơm, ta đeo nó từ nhỏ. Tuy không phải đồ quý giá, nhưng mà ta luôn coi nó là bùa hộ thân của ta. Ta tin là nó nhất định sẽ phù hộ muội bình an. Vậy ta sẽ nhận. Linh Nhi, muội đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Ta phải quay trở về rồi. Nếu không bị cha phát hiện chúng ta đơn độc ở đây, nhất định không tha cho chúng ta. Mặt đỏ rồi. Quả thực đỏ rồi. Thằng nhóc thối, làm đẹp lắm. Không hổ là đồ đệ của ta. Mau bứt phá, ngươi và đồ đệ của ngươi giống nhau, đều là đồ vô sĩ. Ngươi có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, đồ đệ nhà ta xưa nay chưa từng chủ động tìm khuê nữ nhà ngươi. Đừng đổ lỗi cho đồ đệ của ta. Muốn đánh sao? Ngươi là có ý gì? Sư phụ, trong nhà có quan quân tìm ngươi. Vị quân gia này tìm ngươi. Xin hỏi tìm lão phu có chuyện gì? Nghe nói Mao sư phụ có thể bắt yêu trừ ma. Đại soái mời ngài đến phủ một chuyến. Đại soái, chuyện mời ta sợ là rất khó làm. Mao sư phụ đã biết chuyện xảy ra ở phủ đại soái. Ta không chỉ biết chuyện xảy ra ở phủ đại soái, hơn nữa ấn đường ngươi có màu đen, sợ là ta đoán ngươi có thể sắp gặp phải đại nạn. Lời này là sao? A Quyên, lấy gương. Được. Gió to quá. Quân gia ngài xem. Mau sư phụ, ta đây. Quân gia, không phải sư phụ ta không giúp ngài. Không phải ngài xem. Ngài xem hoàn cảnh chỗ bọn ta thực sự cũng rất khó khăn. Ngài
là phiền Mao sư phụ hóa giải cho ta. Từ từ. Quốc gia, người này lấy lý do bắt yêu trừ ba từ lâu để khắp nơi lừa đảo. Ta là hàng xóm của hắn, biết cái bẫy này của hắn, không muốn ngài bị lừa, đặc biệt đến vạch trần. Nói lung tung cái gì vậy? Sư phụ ta là cao thủ số một. Hắn nói ấn đường ngài có màu đen đúng không? Đúng. Ta thấy ngài là tro nồi mới đúng. To gan, dám lừa ta. Không phải. Quân gia bớt giận, hôm nay không nên thấy máu. Hay là ngài xem, đến nhà ta uống hai chén thế nào? Không cần. Đi. Quan lão cửu, cái lão bất tử ngươi, ta trêu chọc ngươi sao? Ông đây tinh tà của ngươi, ông đây tinh tà của ngươi. Con dịch đến miệng lại bay rồi. Quan lão cửu, cái lão bất tử này, từ sau khi hắn quay về luôn đối phó với ta, so với trước kia càng có bản lĩnh rồi. Lần này hắn quay về thành Hạc Linh, mục đích không đơn giản như vậy. Lưu cảm thấy phủ đại soái chắc là có bảo bối gì. Có bảo bối gì đều không có quan hệ gì với chúng ta. A Nguyên, lấy đồ. Sư phụ làm gì? Ta không tin. Ta có kim can toàn. Chúng ta đến phủ đại soái một chuyến. Mau bứt phá ơi, mau bứt phá. Cuối cùng ngươi không chịu được rồi. Quốc gia, quốc gia. Sao lại là các ngươi? Quốc gia, lần này bọn ta đến quả thực là vì chuyện của đại soái. Ta nói các ngươi biết, đại soái vì chuyện này đã nhốt vài danh y rồi. Ta khuyên các ngươi một câu, đừng không biết tự lượng sức mình. Thư, đến bên kia xem. Đến xem đi. Xem thử, nói gì? Trần huynh, chuyện này vốn không nên để người ngoài biết. Từ sau khi bác Nhi bị bệnh, việc lạ xảy ra liên tục ở phủ đại soái. Người đâu? Người đâu nhanh đến? Đại soái. Không sao, cậu lui xuống đi. Không hay rồi, thiếu gia. Thầy giáo của thiếu gia Tôn Tiên Sinh, ông ấy chết rồi. Đại soái. Chuyện này quan hệ trọng đại, để tránh dẫn đến khủng hoảng không cần thiết, nếu Trần Quân có cao nhân thì tiến cử. Cố mổ cảm kích vô cùng. Sư phụ, ngươi có cảm thấy tai họa này không? Đặc biệt giống như yêu quái trong Bách Yêu Lục. Không phải chứ? Chẳng lẽ là tên kia? Sư phụ, tên kia là ai? Lúc nãy nghe lời của ngươi, dường như rất hiểu biết tai họa này. Ta chính là có vài suy đoán. Như vậy, ngươi theo ta đi. Đây, giá tiền. Giá tiền còn chưa bằng xong mà. Đúng đúng đúng.
quân gia này bắt yêu rất tốn sức, là có phí tốt. Vậy ta trị các ngươi tội ăn cắp. Được, người nói đúng không? Nói cho ngài biết, thư này tên nhóc này trộm. Ngài tìm nó là bất tử này. Ngươi làm sư phụ như vậy sao? Ngươi làm đồ đệ chịu một chút không được sao? Dựa vào cái gì chịu thay ngươi? Trịnh trưởng quan, chúng ta đi. Là người bảo con lấy mà, ta bảo ngươi lấy liền lấy sao? Đi thôi. Đại soái tha mạng, quan uổng quá đại soái, quan uổng quá đại soái. Không phải ta bảo cậu đi đưa thư sao? Sao lại quay về nhanh như vậy? Đây là những người nào? Đại soái, đây chính là cao nhân ngài muốn tìm. Ngươi chính là cao nhân. Ngươi là cao nhân, và ông đây chính là đại đế Ngọc Hoàng. Đại soái, đắc tội nhiều. Người trẻ tuổi có dũng khí. Đại soái à, đồ đệ này của ta tuổi trẻ vô tri, được chấp giặc như đó. Dễ nói. Nếu có bản lĩnh, chúng ta liền bắt đầu đi. Nếu đại soái muốn trừ tà, xin đồng ý với tài hạ một điều kiện. Nói, điều kiện rất đơn giản, chính là nói rõ tiền trước là được. Đại soái, nếu muốn cứu quý công tử, xin đem những bác sĩ bị nhốt trước kia thả hết ra đi. Tên nhóc này lá gan không nhỏ, một thành hạt lĩnh to lớn, ai dám nói điều kiện với ta? Đại soái, xin để tình an nguy của bác nhi, xin xem xét. Có thể. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh của bác nhi, ta không những thả hết những bác sĩ kia, còn có thể cho các ngươi quân hàm, khen thưởng 100 cây vàng cho các ngươi. Quá tốt rồi. Nhưng mà nếu như các ngươi kéo dài, dẫn đến nguy hiểm tính mạng của con ta, một người ta cũng không tha, bắn chết tất cả. Không phải, không phải. Bạch Kỳ à, tuyệt đối không thể đồng ý. Theo lời đại soái nói. Được, trời ơi. Mời đại soái. Đại soái, thiếu gia thế nào rồi? Thiếu gia còn ngủ. Âm khí nặng thật. Đại soái, đây là ngươi có điều chưa biết. Từ khi con ta mắc căn bệnh kỳ lạ này, thấy người liền cắn, đã làm bị thương mấy gia đình rồi. Vì vậy ta bất đắc dĩ phải trói nó lại. Bây giờ kể cả người làm cha ta đây nó cũng không nhận ra. Đại soái, quý công tử có phải thích ăn thịt sống, uống máu tươi không? Phải. Gần đây trong phủ có những cái chết ly kỳ liên tiếp xảy ra không? Đúng 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 đúng. Người bị hại có phải mang theo khuôn mặt cười không? Họ quả thực mang theo một khuôn mặt cười rất quỷ dị. Vậy tôi nghĩ, tôi đã khái biết lai lịch của tai họa này rồi. Theo tôi thấy, tai họa này là kính ma. Tiểu Khôi, Hoàng lão cửu, sao ngươi đến đây? Ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Nếu không phải cô gái bảo bối của ta lo lắng cho an nguy đại đồ đệ của nhà ngươi. Chị này là tại hạ Hoàng lão cửu, cùng bị ma bất phá này cũng là người trừ ma, nguyện giúp một phần sức cho cha con đại soái. Được, hoan nghênh Hoàng sư phụ. Lúc nãy ngươi gọi yêu quái kia là hắn vốn là một nghệ nhân múa rối của hát kịch quân dương cổ đại, vì rất thích cười, vì vậy mọi người gọi hắn là Tiếu Khôi. Sau này trong một lần biểu diễn, quân dương không may bị tiết mục biểu diễn của Tiếu Khôi làm cho cười chết. Sau khi hoàng hậu biết, vô cùng tức giận, xé rách khóe miệng hắn ra. Tiếu Khôi cũng vì vậy mà chết trong đau khổ. Tiếu Khôi sau khi chết đem quán khí gửi trong gương, vì vậy cũng có thể tùy ý qua lại như con thoi trong gương. Mà người bị hắn hại chết, sau khi chết được sẽ mang khuôn mặt cười, hình dạng vô cùng quỷ dị.
Cô nói như vậy con ta hát không phải rất nguy hiểm sao? Đại soái cũng không cần quá lo lắng. Tiểu khôi này trước khi muốn hại người đều sẽ tìm một người để ở, sau đó thông qua hấp thụ quán niệm của người ở nhà với người khác nuôi bản thân. Người chết liên tiếp hai ngày trước đều vì là người lúc sống công tử quán hận, cũng tức là chỉ cần là người công tử quán hận thì Tiểu Khôi sẽ không làm hại cậu ấy. Chỉ có điều cái gì? Trong sách cổ nói Tiểu Khôi này hơn 100 năm trước đã biến mất rồi. Chẳng lẽ là... Đại soái, ta có một nghi vấn. Người nói nhanh đi. Trước khi quý công tử bị bệnh, có phải có người từng đến thăm phủ đại soái? Sao vậy? Tiếu Khôi biến mất vài trăm năm lại trở lại nhân gian, ta nghĩ sẽ không tự nhiên xuất hiện. Nhất định là có người giở trò với phủ đại soái, dẫn nó đến đây. Người nói như vậy, ta lại nhớ ra, mấy tháng trước có một quái nhân đến. Hắn làm đan dược, danh tiếng của hắn rất là tốt. Hắn nói sát khí của ta quá nặng, sẽ mang tới nạn máu cho người nhà. Vì vậy liền đem một cái gương cổ tặng cho ta. Đại soái, cái gương cổ kia có thể cho ta mượn xem không? Chính là mặt gương này. Tối hôm thầy giáo của Bắc Nhi xảy ra chuyện, ta từng nhìn thấy nó trong mơ. Trù ma kính. Vật này là bảo vật của tiên tộc Hồ Linh. Bên trong phong ấn rất nhiều sức mạnh tai họa. Đây chỉ là một thứ đồng nát. Ta bảo quản giúp ngài. Từ từ. Đây mới là tru ma kính. Tru ma xuất hiện, tà ma sẽ đến. Người tu đạo đều mong có bảo vật này, vẫn là để tại hạ bảo quản vật này. Hoàng lão cửu, lần này ngươi về thành Hạc Linh có phải vì cái gương này không? Nói lung tung, trả cho ta đi, trả cho ta, đừng cướp. Được rồi, xong chưa vậy? Ai tiêu diệt được tai họa này trước, gương sẽ thuộc về người đó. Tránh ra. Bạch Kỳ, Bạch Nguyên, chúng được các con ở bên ngoài canh chừng đường đi xung quanh. Ta và Hoàng lão cửu đi trừ tà cho công tử. Dạ, sư phụ. Vậy còn con thì sao? Con đứng cùng với mấy người Bạch Kỳ. Dạ, đi thôi. Tiên Đồng. Tiên Đồng dẫn hồn pháp. Thiên địa chính khí yêu ma tán khứ. Thiên binh giáng lâm, tà ma nhập chinh. Phá. Phá thế nào? Tài giặc tránh sang một bên. Vật lạc phân trọng thanh, dạng vật giai hữu linh. Bạc luyến phù trần sự, u minh phán trọng khinh. Ngươi học thuật không giỏi, vẫn là nhìn ta đây. Thiên địa chi linh nhập hồn định tinh. Thiên địa nhật quyền trảm yêu phục linh. Bác Nhi, Hoàng lão cửu cướp gì làm ăn đúng không? Hả? Nhật lạc phân trọc thanh, dạng vật giai hữu linh. Như thị hạ yêu nghiệt, tốc tốc lai đạo minh phá. Phá. Bác Nhi. Các người là ai? Lại dám quấy nhiễu ta ở đây tu luyện. Yêu nghiệt, ngày chết của ngươi đến rồi. Giết ta đi. Thiếu niên này cũng sẽ chết. Ma
Sư phụ mau, đây làm thế nào mới tốt? Yêu nghiệt, cho dù ngươi trốn trong cơ thể cố bác, ta vẫn có thể giết ngươi. Hai tên béo đáng chết các ngươi, đến giết ta đi. Bác gì? Thiếu gia. Bác gì? Đừng để tiểu khối chạy. Bạch sư phụ, tiểu khối chạy đến sư phòng rồi. Bạch sư phụ mời hai vị nhanh đến giúp đỡ. A Quy, Khánh Sinh, sao đột nhiên không nói lắp nữa? Kỳ ca ca, hắn bị tiểu khối khống chế rồi. A Quyên, Bạch Quyên, Linh Nhi, không sao chứ? Con không sao. Tiểu khối kia, phong quả lôi điện long toàn cửu thiên tra. Bác gì à? Quạt sư phụ, cô trai ta, đại soái, tuy tiểu khối bị bọn ta đánh trọng thương, nhưng nó hoàn toàn trốn trong cơ thể công tử. Nếu không hoàn toàn tiêu diệt, sợ là nó sẽ cắn ngược lại cơ thể công tử. Như vậy cậu ấy sống sẽ không quá 3 ngày. Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải cứu, phải cứu cho được con trai ta. Đại soái đừng kích động, thật ra cứu sống quý công tử là có một cách. Tiểu khối là ma trong gương, chỉ có thi pháp đem liên kết ý thức của ta, quý công tử và tiểu khối, từ đó vào thế giới trong gương. Ở thế giới trong gương, chúng ta giết chết tiểu khối, để nó vĩnh viễn biến mất. Chỉ có như vậy mới có thể để quý công tử không trị mà khỏi. Chỉ có điều thế giới trong gương đều quyền cơ. Hơn nữa, người sống từ trong đó bước ra không có mấy người. Sư phụ, cứ để con đi. Ca, đệ và huynh cùng đi. Tốt xấu gì cũng có người chăm sóc. Vết thương của đệ không sao chứ? Không sao. Sướt một chút. Kika, vậy ta đi cùng các huynh. Linh Nhi, muội ở lại đây cùng mọi người, tính thêm cả ta nữa. Trịnh Phó Quan, anh không có pháp thuật, anh ở đây chăm sóc mọi người. Ta giả nguyên đi là đủ. Sư phụ, chuyện không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, đợi đã. Thế giới trong gương giờ tử mới có thể mở ra, các con chuẩn bị trước. Trịnh Phó Quan, làm phiền cậu đem tất cả gương trong phủ, bao gồm cả trung ba kính, tập trung lại. Nửa giờ sau chuẩn bị thi pháp. Được. Mà bất phá, ngươi có phải có chuyện gì giấu ta không? Người tặng trung ba kính cho đại soái, suốt cuộc có lai lịch gì?
Chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi sao? Hoàng lão cửu à, ngươi không nên lội đến chỗ nước đục này. 10 năm trước ta bị gian nhân hại, nếu không phải ngươi ra tay cứu, sợ là ta đã sớm trở thành bộ xương khô. Chuyện xưa đừng nhắc lại. Lần này ngươi và con gái ngươi đến thành Hạc Linh là có mục đích gì? Ngươi biết hoàng gia ta khi cơ thần toán, biết càn khôn, biết quả phúc. Đây là kiếp trong mạng ngươi, vì vậy ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vì vậy lần này quay về chính là vì ngăn cản ta dính vào nguy hiểm rồi. Ngươi vất vả 10 năm nuôi lớn hai đứa bé này, chẳng lẽ ngươi không nên dẫn chúng quy ẩn núi rừng tránh đời hưởng phúc sao? Hoàng lão cửu, có câu nói ta không biết ngươi từng nghe qua chưa, đây không có khổ không chịu được, chỉ có phúc không hưởng được. Nơi này của ta nếu có những chuyện không làm, có thể sẽ chết không nhắm mắt. Vậy ngươi khăng khăng muốn giữ, nếu ngươi cứ đi về phía hổ núi, vậy lần này ta không điên cùng ngươi nữa, ta về nhà ngủ. Kỳ ca ca, thế giới trong gương đầy nguy hiểm, Quynh thực sự muốn đi sao? Nhiều năm như vậy ta chưa từng thấy sư phụ nghiêm túc, xem ra nhiệm vụ lần này không thể coi thường. Hơn nữa yêu nghiệt này nếu không trừ bỏ, tương lai sẽ còn gây hại cho người dân khác. Linh Nhi, muội yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta. Ngoan ngoãn lấy tiền ra, không đưa đúng không? Muội không sao chứ? Ta không sao. Muội đi nhanh đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Muội đi đi, mày ngay cả cha mẹ cũng không có, còn sao mặc cho người khác? Linh Nhi, muội chạy đi, xa mặt này. Linh Nhi, muội đi nhanh đi. Cho mày xa mặt này. Linh Nhi, muội chạy nhanh đi. Cảnh tử kinh khai, bác môn đoạn phù tuyệt. Linh Nhi, cô làm gì vậy? Làm loạn. Không phải từng nói với con đây là cấm thuật của hoàng gia, vĩnh viễn không được dùng sao? Cha, cứu Kỳ ca ca. Linh Nhi, muội sao vậy? Chẳng lẽ huynh chưa từng nghĩ cho bản thân, cho người bên cạnh quan tâm huynh sao? Cô như vậy đông kẻ tây trên giang hồ như ta, ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, có ai sẽ quan tâm ta? Linh Nhi, ta biết muội tốt với ta, nhưng cả đời này của ta có thể trời định không thể sống vì mình. Kiếp sau đi. Bạch Kỳ, tên khốn nhà huynh. Linh Nhi, có một ngày muội sẽ hiểu. Linh Nhi, con sao vậy? Không sao, không sao hết. Con vẫn giống lúc nhỏ, vừa nói dối liền trốn tránh ánh mắt của cha. Cha, người có thể khuyên bao sư phụ để Bạch Kỳ ca ca bọn họ đừng lấy thân mạo hiểm không? Lần này sợ là không quay đầu được. Như vậy Linh Nhi, con ở đây hộ pháp cho bao sư phụ, cũng vì bảo vệ bình an cho mấy người Bạch Kỳ. Cha ra ngoài một chuyến. Cha đi đâu?
Cha đi lấy vài pháp khí về. Dạ. Linh Nhi. Dạ. Sau này kết hôn, sống tốt cho qua ngày, đừng để thằng nhóc họ Bạch bắt nạt. Cha, cha nói lung tung cái gì vậy? Cha, cha mới kết hôn với họ Bạch kia. Bạch Kỳ, Bạch Nguyên, sau khi các con trừ khử tiểu khối, tìm đến cái gương gần các con nhất là có thể đi xa, quay về đây. Phải nhớ một ngày trong gương là một giờ hiện thực. Công lực của Di Phu chỉ có thể kéo dài một tiếng, cũng tức là nói các con cũng chỉ có thời gian một ngày. Thời gian đã đến, cửa của thế giới trong gương sẽ đóng. Các con sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới trong gương. Biết rồi sư phụ. Còn có một điểm, sau khi các con vào thế giới trong gương, tuyệt đối đừng can dự vào cuộc sống của người khác. Nếu can dự quá nhiều, sẽ sinh ra hậu quả không thể biết trong thế giới thực. Có hiểu không? Biết rồi, sư phụ. Chuẩn bị bắt đầu. Được. Linh Nhi, mau sư phụ, hai ngọn đèn dầu phía trước vô cùng quan trọng, liên quan tới tính mạng, trông chừng cho tốt, tuyệt đối không được để chúng tắt. Dạ. Sao chúng ta đi ra từ nước? Để có phải ngốc không? Nước cũng chính là gương. Hả? Nói như vậy bây giờ chúng ta đến thế giới trong gương rồi. Chắc là vậy. Làm gì đây? Huynh đệ, hai huynh đệ bọn ta đi qua đây không cẩn thận lạc đường rồi. Muốn hỏi một chút làm thế nào đến thành Hạc Linh. Thành Hạc Linh? Chưa từng nghe nói thành Hạc Linh. Nhưng mà cách đây 10 dặm có một cây trấn Hạc Linh. Vậy huynh đài, ta có thể hỏi một chút, bây giờ là năm gì không? Năm gì sao? Những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Cái gì? Sao? Chẳng lẽ hai vị là Long Dương Gia đến từ Long Cung dưới nước? Chúng ta có thể quay về mười mấy năm trước rồi. Không phải chứ? Có nhầm không vậy? Ta cũng không biết. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hai vị Long Dương Gia, hai người thì thầm cái gì vậy? Quý đài, ngươi xem trời cũng không còn sớm nữa. Bọn ta có thể ở nhà nhà ngươi một đêm không? Không được không được. Ta là người có gia thất, trong nhà có vợ và con. Không được không được. Vậy ngươi xem cái này được không? Này, ta nói trước với ngươi, ta không phải nhìn vào tiền tài của ngươi. Đúng không? Ta là thấy trời muộn như vậy, mười dặm xung quanh đây không có nhà trọ. Chính là ta lo lắng cho hai vị, miễn cưỡng đến nhà ta một đêm. Nhà ta cách đây không xa. Nhanh lên đi theo ta. Được được được. Đến rồi. Đây chính là nhà của ta. Ai vậy? Còn có thể là ai? Là phu quân anh tuấn tiên soái của nàng. Nàng xem, ta ra ngoài mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Đúng rồi, ta nói với nàng lúc nãy hai vị tiểu huynh đệ này gặp sơn tặc, ta giết bọn chúng không còn mảnh giáp. Chỉ dựa vào chàng sao? Không sai, chính là ta. Ta là thái thượng lão quân chuyển thế. Mấy tên sơn tặc kia căn bản không phải đối thủ của ta. Tại hạ Bạch Kỳ, ta là Bạch Nguyên. Hôm nay may mắn gặp được huynh đài, xin làm phiền rồi. Mong đừng giận dữ. Ngươi xem đầu óc này của ta, ta họ Tiêu, tên là Tiêu Thừa Trạch. Vị này là đương tử của ta, Bạch Thục Giao. Tên nhóc kia là con trai lớn của ta, Tiêu Thành. Suốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Thục Giao, nàng nhanh dừng tay. Thục Giao, Ma sư phụ, nhanh nhìn đèn. Đèn. Thiên lý tuần hoàn, bác ứng không sẵn. Chắc ngươi chính là kiếp số trong bạc của Mao Bất Phá. Thật sự không ngờ trên thế gian còn có người có thể bói quẻ trời tính càng khôn. Năm đó ta bị nhân gian hại, suýt chút nữa mất mạng, may nhờ Mao Bất Phá ra tay giúp. Một năm trước ta tính ra hung kiếp trong bạc hắn, hôm nay liền đi tìm căn nguyên của hung kiếp. Hôm nay cuối cùng tìm được ngươi rồi. Thực sự không ngờ lão già đó còn có người bạn trọng tình trọng nghĩa như ngươi. Bớt nói nhảm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hồ ảnh khuynh thành cộng phàm tiên. Khi thời phương đắc thái bình niên, Tử Di Sơ Minh. Ngươi tỉnh rồi sao? Hôm qua vô cớ ngất đi, khiến người chê cười rồi. Nào có, huynh đệ hai người đến nhà ta khi ta sắp sinh, chắc là có duyên. Hôm qua ngươi đi đường xa xôi, nhất định làm mệt rồi. Trên bàn chuẩn bị cháo táo đỏ, người nhanh nhân lúc nóng ăn đi. Đa tạ. Bài Đồng Dao lúc nãy hát là nghe có vẻ quen tai, là ca dao tổ tiên truyền cho đời sau. Mỗi lần nghe thấy bài hát này, thành viên của ta liền có thể yên ổn đi ngủ. Bà Bảo có cha mẹ như hai người, thực sự rất hạnh phúc. Ta nói với ngươi, bộ củi phải chính giữa. Là như vậy sao? Đúng. Nào, cha mẹ ngươi đâu? Bọn ta từ nhỏ đã bị dứt bỏ, là sư phụ nuôi lớn bọn ta. Dùng sức. Có lúc cha mẹ vì con cái sẽ làm ra vài chuyện khiến người khác không thể hiểu. Nhưng mà ta tin cha mẹ ngươi nhất định yêu các ngươi. Tách ra rồi. Ca, huynh dậy rồi, sức khỏe tốt hơn chưa? Nhìn đệ bận đầu đầy mồ hôi kìa. Ta nói cho ngươi biết, huynh đệ này của ngươi ta vô cùng thích. Ngươi để hắn ở lại vài ngày đi, ta nhiều củi chưa bổ như vậy. A Nguyên, đệ có phải quên mục đích chúng ta đến là gì không? À phải rồi, suýt nữa quên chính sự. Việc không được chậm trễ, chúng ta phải đi rồi. Mục đích là gì vậy? Không thể ở thêm hai ngày nữa sao? Không được. Cảm ơn Tiêu đại ca và tổ tử chăm sóc. Bọn ta còn vài chuyện xử lý. Tạm biệt ở đây. Được rồi, bảo trọng. Ca, đôi vợ chồng lúc nãy, sư phụ bảo chúng ta cố gắng đừng tiếp xúc bất cứ người nào của thế giới trong gương, tránh ảnh hưởng không biết được sản sinh ở thế giới thực. Huống hồ bây giờ cách thời gian chúng ta quay về chỉ còn vài giờ. Nhiệm vụ cấp bách là tiêu diệt Tiểu Khối. Nhưng chúng ta đi đâu tìm Tiểu Khối? Chủ thượng, hồ yêu kia ở trong căn nhà cỏ phía trước sắp sinh đứa thứ hai, lúc này chính là thời cơ ra tay. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Hồ yêu ngàn năm, còn
còn có Trương Ba Kính phong ấn, nhiều yêu nguyệt như vậy, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Ca, lúc nãy chúng nói gì vậy? Trương Ba Kính còn có phụ yêu, đây là xảy ra chuyện gì? Chắc là nhầm vào đôi vợ chồng kia. Đôi vợ chồng kia, đi nhanh, không có thời gian nữa rồi. Nhưng mà sao vậy? Ca, Quynh sẽ không thực sự dứt bỏ cặp vợ chồng kia thế chết không cưới chứ? A Quyên, đây là thế giới trong gương, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. Ca, nhưng mà Quynh có từng nghĩ để chúng ta thế chết không cưới, hai đứa bé kia sẽ trở thành cô nhi giống chúng ta không? Họ sẽ chết. Để nghĩ rõ ràng rồi sao? Nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này, trong thế giới thực sẽ xảy ra thay đổi cực lớn. Để có gánh chịu hậu quả được không? Nhưng mà thế chết không cưới thực sự không làm được. Đứng lại! Đây là phủ đại soái. Tạm vụ, không được đến gần. Đại soái, yêu dân lần trước đưa gương đến, đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn, đánh chết hai binh sĩ rồi, nó muốn vào tìm người. Cái gì? Lại có chuyện này? Đúng. Mao sư phụ, theo ngài thấy để làm thế nào? Còn có nửa giờ nữa thôi, Bạch Kỳ Bạch Nguyên sẽ quay về. Trong nửa canh giờ này phải giữ chân tên yêu dân kia. Đại soái, Mao sư phụ, thuộc hạ đến phía trước ngăn cản yêu dân kia. Đi đi. Dạ. Yêu dân, dám hỗn sự ở phủ đại soái. Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn tìm người giúp các ngươi trừ tà kia. Tai họa chính là ngươi thả ra. Nhìn ngon như vậy, muốn giết thì giết, dứt khoát làm con rối của ta đi. Xem ra ngươi là con gái của hoàng lão cửu. Ngươi từng gặp cha ta, hắn tự chạy tới tìm chết, ta liền giúp hắn. Ngươi bớt ăn nói lung tung, cha ta pháp lực cao cường, để ông ấy quay về sẽ là lúc chết của ngươi. Không quay về được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn chút này. Không thể nào. Sao đại kết hôn phải sống thật tốt? Đừng để thằng nhóc họ Bạch kia bắt nạt. Từ xúc xích nhà ngươi, đập mạng đi. Đến đây. Canh gà. Nhanh 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 nào. Cẩn thận đừng để bỏng. Thằng nhóc này ngày càng tinh nghịch. Ta nghe xem con trai chúng ta. Sao chàng biết là con trai? Đã nghe động tĩnh này chắc chắn là một đứa con trai. Chắc chắn. Được được được. Sao vậy? Mấy tên này đúng là âm hồn không tan. Thục Giao, nàng trông thành nhi, ở đây yên tâm dưỡng thai. Ta đi đối phó bọn chúng. Chàng cẩn thận một chút. Nàng yên tâm đi. Nếu đã đến rồi thì hiện thân đi. Tả Thiên Thu. Thank you.
Suốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vợ ngươi là cái gì? Trong nhà giấu cái gì? Còn giả vờ hồ đồ sao? Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định không đưa Trung Ma Kính cho ngươi, càng sẽ không đem vợ ta làm con rối cho ngươi. Ngươi chết tâm đi. Không hổ là hồ yêu ngàn năm, Thục Giao, bây giờ nàng không thể dựng công mạnh. Thục Giao! Đúng là náo nhiệt, không sợ người chết nhiều. Đại ca, yêu đạo này sao bị đâm trúng tim vẫn chưa chết? Là ta đâm nhầm rồi. Tất cả trong thế giới kính đều ngược lại, tim chắc ở bên khác. Đây, Thục Giao, không được rồi, ta sắp sinh rồi. Đừng gấp, có ta ở đây. Từ từ hít thở. Thục Giao, nàng đừng sợ. Thả lỏng đi, thả lỏng. Hít thở nào, từ từ. Không hay, chúng chạy về phía Bao sư phụ rồi. Ca, đại ca, xảy ra chuyện gì? Nhất định là bên phía sư phụ xảy ra chuyện rồi. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Thục Giao, Thục Giao, xem này, nàng xem đi. Thục Giao, đây là con của chúng ta. Nó quả thực là một đứa con trai. Là con trai, nàng bao nhìn xem. Nàng xem đi. Chàng phải chăm sóc tốt cho chúng. Thục Giao à, Thục Giao, nàng muốn làm gì? Thục Giao, nàng lại muốn làm gì? Nàng không cần mạng nữa sao? Bà không sao chứ? Nhìn thấy các con đều trưởng thành rồi, ta liền có thể yên tâm. Cho thấy cha của các con chăm sóc các con rất tốt. Bà nói gì vậy? Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy các con, ta liền đoán được thiên hạ nào có người mẹ nào không nhận ra con của mình. Cũng may có hai thanh niên ra tay giúp đỡ, mới giữ được bình an cho huynh đệ huynh. Quá xa, quá xa, hai người chính là A Nguyên, quá xa Tiêu Thừa Trạch và Bạch Thục Giao, chính là cha mẹ của chúng ta. Mẹ, hóa ra mẹ là hồ tộc. Chẳng trách pháp thuật của ca ca cao cường như vậy. Con lại thích ăn gà như vậy. Đừng khóc con à.
Không hay, thời gian của chúng ta đến rồi. Ở đây có nước, chúng ta có thể quay về từ đây. Mẹ à, quay về cùng chúng con đi. Đứa con ngốc này, tuy mẹ không biết các con đến từ đâu, nhưng chắc chắn các con có chuyện quan trọng phải làm. Các con mặc kệ mẹ, hãy nhanh quay trở về trước đi. Ca, các ngươi mắc bẫy rồi. Quá xa, ngươi là tiểu khối biến thành Chu Kính Ma. Mẹ ơi, đừng mà. Con trai, phải sống cho tốt. Mẹ ơi, dừng tay. Tả Thiên Thu, thả họ ra đi. A Nguyên, mẹ, mẹ ơi. A Nguyên, ca, mẹ đâu rồi? Ca, sư phụ đâu? Sư phụ bên ngoài đối phó Tả Thiên Thu. Tả Thiên Thu đạp hỏng dây sắt khắp nơi, thù của nhà mẹ hôm nay phải báo. Vô dụng thôi, đây là cấm chú sư phụ đích thân đặt. Người làm thế nào tìm được đến đây? Xà yêu kia chẳng qua là con rối của ngươi. Lúc đầu các ngươi dùng đạo pháp thanh hồi giết cô ta, ta biết các ngươi chưa chết, vì vậy liền mượn Tru Ma Kính, lợi dụng tiểu khôi thâm nhập phủ đại soái, dụ bọn ta ra. Không hổ là đệ nhất thiên tài đạo môn 20 năm trước, Tiêu Thừa Trạch. Tiêu Thừa Trạch, ca, lúc nãy huynh nói gì? A Nguyên, hóa ra sư phụ chính là Tiêu Thừa Trạch. Cha vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngày đó lúc bọn ta xử lý xà yêu, ta nhìn thấy ký hiệu đỏ sẫm, ta biết cơ hội báo thù cuối cùng cũng đến rồi. Báo thù? Ta không nghe nhầm chứ? Năm đó nếu không phải hồ yêu kia bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Lục đinh lục giáp, mộc nhập càng khôn, lục đinh lục ứng, đồ long diệt hồn, mở. Quả nhiên công phu tiến bộ nhanh. Quên xem, là mẹ. Mẹ quay về rồi. Không đúng, đây không phải là mẹ. Thuộc Giao à? Tiêu Thừa Trạch, thế nào? Con rối thứ ba của ta người có thích không?
Thục Giao à, ta là Tiêu Thừa Trạch đây. Thục Giao, sao cha không đánh trả? Thừa Trạch, Thục Giao, nàng không nhớ ta sao? Phải, là chàng sao? Là ta, Thục Giao à. Nhiều năm như vậy rồi, vợ chồng già chúng ta lại được gặp mặt nhau. Ta thật sự rất nhớ nàng. Ta đã xấu đi nhiều rồi. Nàng vẫn đẹp như vậy. Cha, mẹ, cấm chú giải rồi. Cha, cha ơi, cha ơi. Cẩn thận. Cha ơi, xem ra tiểu hồ ly này cũng không chịu được cô đơn, đều chạy ra rồi. Tốt, ta liền tiễn các ngươi cùng lên đường. Tả Thiên Thu, cha, Bạch Kỳ, xem ra các con đều biết rồi, đều biết hết rồi. Vậy thì tốt. Vậy cha nói tất cả với các con, năm đó ta một mình đi bắt yêu, suýt chút nữa thì mất mạng. May mà được mẹ con cứu. Sau đó bọn ta dần dần nảy sinh tình cảm, sinh ra được con. Thực ra mẹ con là hậu vệ của hậu tộc, thường mang sứ mạng tổ tiên để lại, đời đời phải canh chừng tru ma kính. Không ngờ bị Tả Thiên Thu hại, mẹ con chết không rõ ràng, tru ma kính cũng rơi vào tay kẻ địch. Vì bảo vệ các con, ta chỉ có thể phong ấn ký ức của các con, từ đó đổi họ thay tên, nuôi dưỡng các con. Đừng trách cha. Sẽ không. Cha ơi, thực ra trung ma kính là pháp khí thượng cổ, phải do tộc linh hồn các con sử dụng khẩu quyết mới có thể mở ra. Mà khẩu quyết này chính là ca dao lúc nhỏ mẹ con đã hát cho các con nghe đó. Cha ơi, người sẽ không có chuyện gì đâu cha. Thục Giao, ta đến với nàng đây. Cha ơi, cha, cha ơi. Làm con rối của ta tốt biết bao. Cảnh Tử Kinh Mở Bát Môn Đoạn Phùng Tuyệt. Linh Di, Hồ Ánh Khuynh Thành Cộng Phàm Tiên. Ghi thời phương đắc Thái Bình Niên.
Tử Di sơ binh khí quán đỉnh, đặng từng yêu ma tại nhân gian. Cha, cha ơi, cha ơi, Linh Nhi, Kỳ ca ca, ta không muốn ngủ. Linh Nhi, Quynh đồng ý với ta, sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Quynh luôn nghĩ cho mọi người, nghĩ cho Mao sư phụ, còn có A Quyên đều quan tâm Quynh, rất quan tâm tới Quynh. Ta cũng quan tâm Quynh. Linh Nhi, hy vọng Kỳ ca ca sống vì mình, phải sống vì họ. Ta đồng ý với muội, ta đồng ý với muội. Ta thực sự rất vui. Quynh nói phải giữ lời, không thể lừa ta. Linh Nhi à, Linh Nhi, ta phải đi tìm cha rồi. Ta rất vui. Linh Nhi, ta nhất định sẽ cứu muội, ta không để cho muội chết, ta nhất định sẽ cứu muội. Vì canh giữ Trung Ba Kính, Bạch Kỳ Bạch Nguyên ở lại thành Hạc Linh cùng Trịnh Hoài bảo vệ an nguy của người dân. Ngoan nhé, lần sau chúng ta lại xem. Đi thôi.